Shop Phụ Kiện Minh Thảo, em xin gửi lời chào đến tất cả anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Hôm nay thì em về được cái lô hàng kính ngắm Teago, tiện đây em giới thiệu đến cho tất cả mọi người nhé. Thì chiếc kính ngắm này thì nó có tên gọi là Teago, thông số của nó là 4-16x44 SF các bác nhé. Hiện tại thì shop Minh Thảo nó đang sử dụng hai cái số điện thoại hiển thị trên màn hình. Anh em nào mà có quan tâm với dòng sản phẩm này, anh em nào muốn đặt hàng thì mọi người gọi điện trực tiếp cho em bằng hai cái số điện thoại hiển thị trên màn hình nhé: 0582702283, 0966715675. Ship hàng ship đó là COD đồng kiểm toàn quốc các bác nhé. Thì khi anh em mua chiếc kính ngắm Teago này, tất cả những phụ kiện đi kèm theo chiếc kính ngắm này, khi các bác mua thì các bác sẽ nhận được là lắp bịt hai đầu như thế này ạ, lắp bịt hai đầu, đấy, dạng mở nha các bác nhé. Anh em nhiều anh em rất thích cái dạng này. Cái dạng này nói chung là anh em dễ dàng sử dụng này, mà đóng sử dụng dễ. Nói chung là anh em thích dùng cái lắp bịt này chứ anh em không thích dùng cái lắp bịt chu. Đấy thì cái này nó có, em để bên ngoài, em sẽ để ra bên ngoài nhé. Anh em thấy rất là đẹp luôn ạ. Thân kính là thân kính phi 30 đó, Teago. Ngoài lắp bịt hai đầu ra thì các bác sẽ nhận được là ống chống lóa này, và chân kính, và một số những cái khăn lụa hay sách hướng dẫn ở bên trong. Nói chung là trong một cái hộp kính thì nó tất cả những cái phụ kiện anh em về là rất chi là đầy đủ rồi. Các bác về là chỉ việc là chơi thôi nhá, chỉ việc chơi thôi. Đấy, rất chi là đẹp. Cái dòng mà Teago này thì thường thường nhà sản xuất thì chỉ sản xuất những cái loại kính ngắm mà nó đắt tiền thôi. Nhưng mà bây giờ thì để phục vụ nhu yếu của nhu cầu của thị trường thì người ta bây giờ làm thêm những cái sản phẩm mà tầm giá nó rất chi là tốt. Như bây giờ khoảng độ 2-3 năm trước là không có giá tốt như bây giờ đâu. Cho nên là thật sự cái này anh em rất đáng là để anh em quan tâm nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn ạ, cực kỳ là đẹp. Sơn đen, một ít viền là màu đỏ ạ, theo đúng chủ trương của hãng kính ngắm này. Chức năng thì các bác ở đây các bác đẩy giúp em nhé. Chức năng thì mọi người sẽ có lấy nét ở chỉnh lúm ở bên tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người, chỉnh lên xuống sang trái sang phải, mọi người sử dụng bằng cách là nhấc nó lên rồi xoay cho em nhé. Xoay cho đến khi nào cảm thấy nó đúng đường đặn thì các bác chốt lại cho em bằng cách là đóng nó xuống. Chứ nhiều bác là cứ xoáy như này luôn, về mua về không biết sử dụng như nào, cứ xoáy như này luôn là rất dễ là bị hỏng kính, và nó sẽ hỏng kính. Đấy, nói chung là kính ngắm này thì nó rất chi là phức tạp. Đấy, nếu mà nó đã hỏng rồi thì sự là rất chi là khó sửa các bác nhé, tại vì là cái này là người ta làm công nghệ ở bên nước ngoài đấy, chứ không anh em Việt Nam mình là không có đủ đồ để sửa đâu. Đấy, thế nên là mọi người làm cái gì thì phải cẩn thận một chút nhá. Độ zoom thì các bác sẽ có zoom từ 4 cho đến 16x, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Phù hợp với mắt mình thì thôi. Bác nào mắt cận mắt kém thì các bác chỉnh ở đây cho em ạ. Đấy, các bác xoay ở đây nhá. Anh em nào mà mắt cận thì cũng chơi được, không cần phải lo. Đeo này thì chả khác gì là đeo một cái kính luôn ạ. Ngắm này chả khác gì ngắm một cái, các bác đeo kính luôn ạ. Đấy, chiều dài của nó 32 cm anh em nhé, 32 cm, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, lên cổ anh em chơi cổ thì nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy, còn phần cuối cùng thì em sẽ cho anh em xem tâm. Tâm của con này thì nó là siêu led. Nếu như anh em nào mà chơi kính nhiều ấy thì các bác có để ý cái mức led ở bên này không? Những cái dòng kính khác mức led nó chỉ ở mức 400 trở lại thôi, nhưng mà đối với dòng Teago này mức led của nó có thêm cả 600 IDS nữa. Có nghĩa rằng là con này nó sẽ lấy led được ở khoảng cách xa hơn. Ở khoảng cách xa con này sẽ lấy được led hơn so với những cái dòng kính ngắm khác ở trên thị trường nhá. Đấy,
các bác đấy cái này này, đấy cái thông số này. Y600 ở đây không phải là 600 mét. 600 ở đây thì nó tính theo cái đơn vị của bọn nó làm theo đơn vị kính là IDS ấy. Đấy, chứ không phải là 600 mét đâu nhá các bác nhá. Kính nào ngắm là 600 mét. Đó. Đây em sẽ cho anh em xem tâm. Các bác thấy chưa? Tâm thì nó sẽ có những cái vạch vạch từ vạch 0 cho đến vạch 0,5, 1, 1,5, 2. Rất chỉ cần rất chỉ là dễ dàng. Đối với những anh em nào mà bắn 4, 30, 20, 30, 30 mét thì mọi người bắn bằng ngắm bằng cái vạch trên nhá, chứ không phải là vạch 0 đâu. Nói chung là cái này phần này kinh nghiệm ngắm bắn. Đấy. Càng bắn xa thì đạn càng rơi. Đó. Thì bác nào mà có quan tâm cái dòng sản phẩm kính ngắm này thì liên hệ alo đặt hàng cho bên em. Giá của nó là 1.700.000 đồng các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video giới thiệu sản phẩm lần sau.